xây dựng và giới thiệu về một clip rất là tuyệt vời về thành phố của chúng ta. Tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt khoảng 73 tỷ đồng, tăng 13.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi có sự xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường chính, trong đó khoảng 50% là thông qua cửa khẩu móng cái. Mạng lưới đường hàng không, đường thủy, đường bộ với giá trị đầu tư lên tới tỷ đô sẽ là một nền tảng để có thể giúp cho tỉnh Quảng Ninh chuyển hướng từ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh. Và điểm cao tốc cho một cái từ khi đưa vào khai thác đã thúc đẩy lượng khách du lịch nội địa đến thành phố cái chỉ tính riêng trong tháng chín, lượng khách du lịch nội địa đến thành phố cái đã sấp xỉ 320.000, gấp 9,2 lần so với cùng kỳ. Móng Cái, địa đầu tổ quốc, huyết mạch giao thương Việt Nam Trung Quốc. Móng Cái, mũi đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Móng Cái là khu kinh tế cửa khẩu đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, nơi duy nhất có lợi thế ven biển. Đấy cũng là cầu nối trực tiếp trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và khu Bắc Á, cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Những vùng đất sở hữu vị trí chiến lược, kết nối giao thương đều đã và đang khẳng định vị thế trên toàn cầu. Luxembourg, quốc gia tâm điểm châu Âu, GDP cao nhất thế giới. Istanbul, thành phố liên lục địa Á Âu, luôn thăng huyết mạch trên con đường tơ lụa. Singapore, điểm đến kinh doanh du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới. Và Móng Cái, mảnh đất vàng ẩn mình sẽ thu hút dòng chảy thương mại đầy tiềm năng. Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Móng Cái được công nhận là đô thị loại 2 với nhiều cơ chế chính sách đặc thù tạo cơ hội thuận lợi cho sản xuất thương mại, dịch vụ, an ninh cùng với tiềm năng du lịch sẵn có với nhiều điểm đến hấp dẫn như bán đảo Tràng Cổ, Vịnh Ngọc, đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, cửa khẩu quốc tế Móng Cái và nhiều di tích lịch sử khác. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, cao tốc Vân Đồn Móng Cái chính thức được khai thác, giúp hoàn thiện giao thông đường bộ kết nối với cao tốc Vân Đồn Hạ Long và Hải Phòng Hà Nội, giảm thời gian di chuyển Hà Nội Móng Cái nếu rút ngắn chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ. Các sân bay lân cận với Móng Cái gồm sân bay Vân Đồn, sân bay Cát Bi, sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay thành phố Nam Ninh Trung Quốc. Các cửa khẩu xuất nhập hàng hóa với thành phố Đông Hưng Trung Quốc cùng chính sách thực hiện tiện lợi hóa thông quan, các mô hình một cửa một lần dừng giúp mọi hoạt động thông thương đạt hiệu quả cao nhất. Hệ thống dịch vụ logistics của Móng Cái luôn đáp ứng tốt mọi nhu cầu về hàng hóa. Đặc biệt, dự án cảng tổng hợp Quảng Ninh được khởi công cuối năm 2021 sẽ là cảng biển lớn nhất Đông Nam Á, được kỳ vọng mở ra những cơ hội thành tựu mới cho khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Không chỉ với điều kiện thuận lợi trong nước, vừa qua Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho phép cửa khẩu Đông Hưng cầu Quang Vân 2 là một trong 6 cửa khẩu duy nhất xuất nhập khẩu lương thực, tổng giá trị hàng hóa trong 5 năm gần đây đạt 24 tỷ đô la Mỹ. Khi thị trường Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại năm 2023, kết quả thương mại đã có những chuyển biến tích cực. Quý 1 năm 2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 321.000 tấn. Cửa khẩu Móng Cái thì cũng là một trong cửa khẩu lớn nhất Việt Nam, đấy là và cái đô thị Móng Cái cũng là một đô thị mà có lịch sử phát triển rất là lâu rồi. Thì hiện nay với cái hạ tầng phát triển mới, đầu tư mới và đồng bộ, có cả đường thủy, đường bộ, đường hàng không, thì Móng Cái tôi cho rằng nó là một đô thị rất tiềm năng. Nhưng ngược lại thì ở đây có lẽ là cũng thiếu cái dự án bất động sản Quảng Ninh cũng mua lên, nó thiếu cái dự án mà nó tạo ra một sự thay đổi bộ mặt công ty và chúng ta rất hiện đại hơn. Nên là mình hy vọng là nếu mà có một dự án tổng hợp như vậy, có thể nó sẽ tạo ra một sức bật trong thị trường. Nắm bắt xu hướng nhu cầu lớn về bất động sản cao cấp cùng tiềm năng khổng lồ của thành phố cửa khẩu, Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup đã phát triển đầu tư dự án Vinhomes Golden Avenue với định vị trở thành điểm đến lý tưởng kết nối giao thương quốc tế, xây dựng một đô thị trung tâm sầm uất giúp thúc đẩy sự phát triển của cụm diện thành phố Móng Cái đến nhiều năm nếu phát huy thành tiềm lực. Dự án nằm ngay trung tâm thành phố, bám sát theo trục đường cầu Bắc Vân 2 đến cao tốc Vân Đồn Móng Cái, đây cũng là điểm kết nối với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Vân 2. Cầu Bắc Vân 2 kết nối khu cửa khẩu kinh tế quốc tế Móng Cái với khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng, là công trình hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại, thúc đẩy hiệu quả giao thương quan trọng của thành phố cửa khẩu Móng Cái. Với tổng diện tích 116 hectare, được khai thác mật độ xây dựng là 28%, phần còn lại là công viên, vườn sinh thái, sân chơi, khu thể thao, trường học, bệnh viện và các tiện ích hạ tầng khác.
quy hoạch sản phẩm là những dãy nhà phố, shop mall thương mại đồng bộ, phong cách kiến trúc được lấy cảm hứng từ những thành phố giao thương sầm uất và thời thượng bậc nhất trên thế giới, mang tinh hoa kiến trúc Nam Châu, tạo nên môi trường sống văn minh, hiện đại, trải nghiệm dịch vụ tiện ích, cơ sở hạ tầng năm sao. Tôi đã có kinh nghiệm phân phối các sản phẩm dự án khu đô thị của Vivo chủ nơi và nhìn thấy những nơi có khu đô thị của Vivo đều đem đến một phong cách sống với cho khu vực nâng tầm sống của người dân. Tôi đánh giá đây là một dự án sẽ điểm đến hứa hẹn khu đô thị trung tâm sầm uất thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố Móng Cái. Cái dự án này là tâm sẽ trông chờ, tôi trông chờ vì là để làm sao để nâng Móng Cái lên một thành công nó có thể xứng tầm và đồng bộ hơn với cả cái tinh cái của người dân. Dân thì chắc chắn rất là chờ, tôi là một người dân cầm chặt cũng có chuẩn bị kinh tế để làm sao mà khi mà lên mong muốn là để có được một cái bất động sản cũng tặng Vin. Vin cũng là một nhà đầu tư mà mình cũng theo dõi rất là lâu rồi, thì đến thời điểm này mình cho rằng Vin có không đủ nhiều đó. Đó là những yếu tố về câu chuyện uy tín nhà đầu tư, về tính cam kết, về cái nỗ lực của việc là sống dậy và tạo ra cái sức sống cho một cái khu vực mới. Trong các khu vực họ đã làm được cái điều như vậy. Đấy, tức là cam kết cái gì thì làm được. Với một uy tín như vậy thì tôi nghĩ rằng là dự án này sẽ thành công. Vinhomes Golden Avenue ra mắt thị trường sẽ là sự lựa chọn xứng tầm nhất cho các cư dân thượng lưu, các thương nhân, các chuyên gia quốc tế hàng đầu, các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khởi đầu cho tương lai, đường thượng của sự giàu có và sang trọng bậc nhất tại thành phố cửa khẩu Móng Cái. Vinhomes Golden Avenue, bắt đầu giao thương quốc tế. Xin chào các bạn.